Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một chậu hoa hồng đơn để bàn rất là cưng, rất là đáng yêu. Đó, chậu này gọi là chậu mini nha. Mình để bàn làm việc, trang trí hoặc tặng người yêu, người thân, bạn bè gì đều rất là ý nghĩa. Và các bạn chuẩn bị cho mình 4 màu len tương ứng để chúng ta móc mẫu hoa này nha. Mình hướng dẫn hôm nay đó là len Miu Cotton mắt đen loại 50g. Kim móc các bạn chuẩn bị cho mình đó là kim hai đầu cán nhựa đầu 4/0 thì tương ứng với kim 250 hoặc là 3 chấm nha. Kéo cắt len, kim khâu len, một ít hạt sỏi, bông gòn, kẽm lá, kẽm cành và cái kìm cắt kẽm. Rồi những dụng cụ này mình đều có bán ở shop mình để link ở dưới phần mô tả. Các bạn vào xem link ở Lazada hoặc Shopee để các bạn mua toàn bộ nguyên liệu này mình về móc cái chậu hoa cưng cưng đáng yêu như thế này nha. Rồi, mình chuẩn bị vào phần bài học nào. Đầu tiên chúng ta sẽ móc phần bông hoa trước nha. Các bạn tạo cho mình một nút thắt. Rồi, móc lên cho mình mũi xích. 1 2 3 4 5 6. Móc tổng cho mình là 42 mũi móc xích nhé. Sau khi móc đến xích thứ 42 thì các bạn sẽ bỏ cho mình chân móc thứ 42 và đâm kim vào chân móc 41. Đây, móc lên cho mình một mũi đơn. Rồi, các bạn sẽ móc tương tự như vậy, mỗi chân móc một mũi đơn. Móc đến đoạn cuối cho mình luôn nha. Móc tổng là 41 mũi đơn nha các bạn. Rồi, để mình đã móc xong đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta lên tới hàng thứ hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình 1 2 3 4 xích rồi xoay phần len lại. Móc vào chân đầu tiên mà chân chúng ta lên xích đó, móc một mũi kép vào đây. Rồi, các bạn sẽ cách chân móc kế tiếp. Chân móc kế tiếp là chân móc này, để chúng ta móc tiếp vào chân thứ hai, tức là bỏ một chân móc vào chân thứ hai một mũi kép. Rồi, móc một xích, móc tại chân đó một mũi kép nữa. Đó, tức là một chân móc chúng ta có hai mũi kép và cách chính giữa hai chân móc đó một mũi xích ở giữa nha các bạn. Rồi, và hai cụm mũi kép này cách một mũi xích ở giữa nữa. Rồi, các bạn sẽ cách tiếp một chân móc. Cách một chân móc ở đây, chúng ta móc vào chân thứ hai tiếp tục một cụm hai mũi kép. Một mũi kép rồi cách chính giữa một mũi xích, móc một mũi kép vào đó. Rồi, cách một chân móc này, chúng ta móc vào chân thứ hai một cụm mũi kép. Cách một xích rồi một cụm mũi kép. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến chân cuối các bạn nhé. Rồi, mình móc đến chân cuối thì mình có một dải dài như thế này. Rồi bắt đầu chúng ta lên tới hàng thứ ba. Để lên hàng thứ ba, các bạn móc lên cho mình một xích, hai xích, ba xích. Rồi, đâm kim vào tại cái lỗ này nè các bạn. Cái lỗ chứ không phải là cái chân móc nha. Đây, cái lỗ rộng rộng của chữ V đó các bạn. Móc vào đây một mũi kép. Móc cho mình hai xích, một hai xích. Rồi, móc vào cái lỗ đó thêm hai mũi kép nữa là chúng ta được một cụm chữ V, bốn mũi kép và cách ở chính giữa chữ V đó là hai mũi xích nha. Đó, cứ mỗi chữ V ở hàng dưới nó sẽ có một cái lỗ rộng cho mình này nè. Đó, mỗi lỗ như vậy chúng ta móc một cụm vào chứ chúng ta đừng có móc ở trên cái chân móc lên nha. Rồi, tiếp tục tới cụm thứ hai, các bạn cũng móc cho mình hai mũi kép vào chung một cái lỗ V đó. Rồi, móc lên cho mình hai xích. Rồi, móc tiếp vào trong cái lỗ V đó hai mũi kép nữa. Rồi, các bạn cứ lặp lại công thức tương tự như vậy nhé. Đó, mỗi lỗ là 4 mũi kép cách hai xích. Rồi, mình làm tiếp tục như vậy cho đến chân cuối cùng luôn các bạn nhé. Rồi, mình đã móc đến chân cuối rồi thì nó bắt đầu nó có xoắn xoắn xa le như thế này, uốn uốn như thế này rồi nha. Rồi chúng ta lên tới hàng thứ tư, các bạn móc lên cho mình một mũi xích nè. Rồi quay phần len lại, lấy len đâm kim vào trong cái lỗ chữ V đó các bạn. Đây,
móc lên cho mình mũi kép nha. Một kép, hai kép, móc tổng vào trong cái lỗ chữ V ra cho mình là 9 mũi kép nha. 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, mình đã móc xong 9 mũi kép vào trong cái lỗ chữ V này. Nếu các bạn muốn cánh hoa hồng của mình nó nhỏ thì các bạn móc 8 mũi, còn lớn thì các bạn móc 9 mũi, mà lớn nữa thì các bạn móc 10 mũi đó. Các bạn điều chỉnh cái cánh hoa của mình bằng cách móc mũi kép như vậy ha. Rồi, ngay tại hai chính giữa hai mũi chữ V này nè, chính giữa này, chính giữa cái rãnh này, các bạn móc vào đây một mũi đơn. Đó là chúng ta đã kết thúc xong một cánh đầu tiên. Tới cánh thứ hai thì các bạn móc vào trong cái lỗ chữ V này tiếp cho mình đó. Cứ mỗi cánh là các bạn sẽ móc vào lỗ chữ V, và chính giữa hai chữ V này thì nó có mũi đơn nha các bạn. Rồi, móc tiếp vào cụm thứ hai cũng như vậy nữa, cũng 9 mũi kép cho mình nha. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi, xong 9 mũi kép vào trong chữ V rồi, thì chính giữa hai cái này nè các bạn cũng ở, chứ không phải móc lên trong cái chân móc nha, các bạn móc chính giữa cái lỗ này nè các bạn, móc vào đây một mũi đơn. Rồi, các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy nha. Cứ một cái lỗ này chúng ta móc 9 mũi kép, rồi chính giữa hai chữ V này chúng ta móc một mũi đơn. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân cuối này các bạn nhé. Rồi, mình đã móc đến cánh cuối cùng rồi, thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi đơn vào tại ngay chân móc cuối các bạn. Chân móc cuối là cái chân móc mà lúc hàng thứ ba mình lên 3 mũi xích đó các bạn. Đó, mình sẽ móc vào ngay cái mũi xích thứ ba đó. Rồi, mình sẽ móc vào đây một mũi đơn nha. Rồi đó, siết chặt lại và móc lên cho mình một mũi xích. Chúng ta cắt len và giấu hai cái đoạn len thừa này vào trong cánh hoa các bạn ha. Đó, các bạn giấu hai cái đoạn chỉ thừa này vào trong cánh hoa nha. Là chúng ta đã móc xong phần bông hoa. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len màu xanh để chúng ta móc phần đài hoa nhé. Rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi, móc lên cho mình 3 mũi móc xích nè. 1, 2, 3. Móc vào trong vòng tròn này bằng mũi kép cho mình. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Các bạn móc tổng vào trong vòng tròn này là 20 mũi kép các bạn nhé. Rồi, móc xong đến chân móc thứ 20, các bạn sẽ siết chặt cái phần sợi ngắn này lại. Rồi, mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép, kéo lên qua. Là chúng ta đã xong cái phần đài hoa. Bắt đầu các bạn sẽ lên cái phần tia tia của phần đài hoa nha. Đầu tiên các bạn cũng lên cho mình 3 xích. Rồi, bỏ trong móc đầu tiên, các bạn móc vào chân thứ hai một mũi kép chờ. Đó, mũi kép chờ là bạn còn hai sợi len như thế này, các bạn chờ lại nha. Rồi, chân kế tiếp các bạn cũng móc tiếp cho mình một mũi kép chờ. Rồi, trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ kéo hết len qua cho mình luôn. Rồi, móc tiếp vào chân kế tiếp là chân thứ tư. Chân thứ tư này một mũi kép bình thường, không phải mũi kép chờ nữa các bạn. Đó. Rồi, 4 chân móc nha. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ 2, thứ 3 hai mũi kép chụm lại. Chân thứ 4 móc mũi kép bình thường. Hàng thứ 2 các bạn lên cho mình 2 mũi xích, và tại hàng thứ 2 này các bạn sẽ chụm hai chân móc này lại cũng mũi kép chờ luôn, và kẹp sợi len thừa này vào trong chân móc này. Một mũi kép chờ đầu tiên, một mũi kép chờ thứ hai, rồi hai mũi chúng ta dồn lại với nhau
Rồi, đến hàng tiếp theo các bạn cũng lên 2 mũi xích. Tại đây chúng ta còn lại một trong móc thì chúng ta chỉ cần móc một mũi kép nữa là xong các bạn nhé. Rồi, mình chốt hàng lại bằng một mũi xích nè. Rồi, chúng ta sẽ cắt len, chừa một đoạn ngắn ngắn để chúng ta dùng kim khâu len. Mình sẽ khâu cái đoạn chỉ này vào trong cái phần đài hoa này luôn các bạn nha. Rồi, tiếp tục tới phần đài thứ hai nè, các bạn cũng cho sợi len vào, móc lên cho mình 3 mũi xích tiếp theo nè. 1 2 3, bỏ trong móc đầu tiên, các bạn sẽ móc vào trong thứ hai và thứ ba một cộng 2 mũi kép chờ đó các bạn, 2 mũi kép chờ. Rồi chúng ta dồn lại thành một nha. Bắt đầu chân thứ tư, các bạn móc một mũi kép bình thường đó. Công thức tương tự ở cánh bên này, các bạn cũng móc y chang như cánh bên này vậy nha. Rồi mình sẽ móc nhanh nè, 1 2 xích. Rồi hai chân dồn một các bạn ha, hai chân dồn một lại. Rồi mình lên 2 xích, còn lại một chân cuối cùng chúng ta chỉ cần móc một mũi kép bình thường thôi. Xong, các bạn sẽ móc một xích để chúng ta chốt len và cắt cái đoạn len dài dài để mình dùng kim khâu len mình giấu các cái đoạn chỉ thừa. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đủ 5 cánh nha. Ở đây mình có 2 cánh rồi, thì cánh thứ ba đây, thứ tư đây, thứ năm đây, và các bạn dùng kim khâu len các bạn giấu các cái đoạn chỉ thừa này vào sâu bên trong cái đài hoa này luôn các bạn nhé. Đó. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn hoàn thành xong phần đài hoa nha. Rồi sau khi chúng ta móc xong 5 cánh, mình giấu len xong thì mình có phần đài hoa như thế này nha. Rồi, các bạn nhớ là phải móc đều tay để 5 cánh hoa này nó phải bằng nhau hết các bạn nhé. Đến phần móc chiếc lá, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Rồi móc lên cho mình mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7. Xong 7 xích, chúng ta bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba mũi nửa kép, hai chân tiếp theo, chân thứ tư và chân thứ năm chúng ta móc mũi kép, một mũi kép nè, hai mũi kép, chân thứ sáu và chân thứ bảy chúng ta lại móc đối xứng tương tự như chân một và chân hai bên này. Bắt đầu chúng ta móc mũi nửa kép trước nè. Rồi chân cuối cùng chúng ta móc một mũi đơn đó. Đầu tiên mũi đơn, mũi nửa kép, hai mũi kép, mũi nửa kép tới mũi đơn. Rồi tại đây các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi xích để chúng ta làm phần nhọn của chiếc lá đó các bạn. 1 xích, 2 xích. Rồi quay cái phần len lại nè, chúng ta thấy có cái sợi nó cộm lên ở phía sau nè, chứ không phải là 2 mét len phía trước đó các bạn nha. Móc ở phần sợi cộm phía sau đây, một sợi len thôi các bạn, kéo len qua, kéo dời qua luôn là chúng ta đã tạo được cái phần nhọn của chiếc lá rồi nè. Móc vào chân móc đó luôn một mũi đơn. Rồi bắt đầu mình móc đối xứng bên này thì chúng ta móc tương tự qua phía bên này. Chân thứ hai chúng ta móc một mũi nửa kép đó. Tại vì chân đầu tiên này mình đã móc một mũi đơn chung vào chân ở mép bên này, thì chân thứ hai bên này mình sẽ móc mũi nửa kép nha. Rồi tiếp theo đó là hai mũi kép nè, đó. Rồi tiếp tục hai chân cuối cùng còn lại mình sẽ móc một chân mũi nửa kép và một chân mũi đơn. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên. Rồi mình đã tạo hình xong chiếc lá. Bây giờ mình sẽ nẹp kẽm ở hàng thứ hai để chúng ta tạo hình chiếc lá. Và cái phần kẽm này lát nữa mình sẽ quấn vào phần thân, cho nên là bắt buộc mình phải nẹp kẽm để nó có cái phần cuốn để chúng ta nẹp vào phần thân nha.
Nếu các bạn không có kẽm thì các bạn móc cái chiếc lá không thì các bạn chường đoạn len để chúng ta quấn vào phần thân cây là được nha. Rồi cho kẽm vào và chúng ta sẽ móc lên 2 xích. Móc vào chân đầu tiên cho mình một mũi dời, mũi dời kéo lên qua. Rồi móc lên cho mình 2 xích tiếp theo. Rồi móc vào chân kế tiếp nha các bạn, cũng bằng một mũi dời. Đó, 2 xích, một mũi dời vào chân kế tiếp, 2 xích, một mũi dời vào chân kế tiếp. Rồi cứ công thức tương tự như vậy, các bạn cứ móc tiếp theo cho mình nhé. Mũi trong móc các bạn móc một mũi dời và cách 2 xích, cứ như vậy mình gặp nhau ở chân cuối các bạn ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này để chúng ta kết thúc phần chiếc lá kéo lên qua. Và các bạn cắt cho mình một đoạn dài chút xíu nha, cỡ tầm 15 cm đó, để chúng ta dùng cái sợi len này mình sẽ quấn cái cuốn lá luôn nha các bạn. Đó, khi mình móc xong mình sẽ ấn chỉnh tạo hình chiếc lá tùy theo cái ý thích của mình. Rồi chúng ta sẽ quấn nó lại một đoạn ngắn, rồi dùng cái đoạn này lát nữa mình sẽ quấn nó vào thân cây nha các bạn. Đó, quấn một đoạn ngắn rồi chúng ta chốt len thôi. Đó, chừng đó thôi các bạn, rồi lát nữa mình quấn vào thân cây nữa là vừa. Rồi các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy cho mình một chiếc lá tương tự nữa, là một cây nó có 2 chiếc lá các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ lấy len và tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 2, móc vào trong vòng tròn này 1 mũi kép, 1 2 3. Rồi các bạn sẽ móc nhanh nhé, móc tổng vào trong vòng tròn này cho mình là 15 mũi kép nè. 4 5 6 7 8. Rồi các bạn móc tiếp tục cho đến mũi kép thứ 15 nhé. Mười bốn, mười lăm. Rồi sau khi móc xong 15 mũi kép vào trong vòng tròn này thì chúng ta rút cái sợi len ngắn này chặt lại và mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép đầu tiên này, kéo lên qua là chúng ta đã xong hàng thứ nhất nha. Bắt đầu các bạn lên hàng thứ hai, chúng ta cũng lên 2 mũi xích và móc vào chân móc đầu tiên 1 mũi kép. Tại chân đầu tiên đó chúng ta móc thêm 1 mũi kép nữa. Đó, tức là công thức ở hàng thứ hai này mình sẽ móc 2 chân móc, 2 mũi kép vào chung 1 chân móc các bạn nhé. Đó, và chúng ta móc tổng 15 chân móc, mỗi chân móc là 2 mũi kép thì chúng ta có tổng là 30 chân móc nhé. 30 mũi kép các bạn nhé. Rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy, mỗi chân móc là 2 mũi kép, mình sẽ móc đến chân cuối cùng này luôn các bạn. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên này để chúng ta kết thúc hàng nha các bạn. Đây, mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này nhé. Rồi bắt đầu chúng ta lên phần thân chậu. Đáy chậu mình đã móc xong rồi nha. Lên phần thân chậu thì các bạn để ý, trên hàng móc này nó có 2 sợi len thì chúng ta móc cái sợi len ở phía bên
ngoài này, còn sẽ lên ở phía bên trong lòng ngực này thì chúng ta chừa lại nha. Các bạn chỉ móc 1 mét thôi nha. Đầu tiên chúng ta cũng lên một mũi xích này, đâm kim vào tại chân móc mình vừa lên xích đó và một mép len thôi, một mũi đơn đó. Các bạn sẽ chỉ móc một mũi đơn thôi nha. Đó, cứ một mép các bạn sẽ móc một mũi đơn. Đây mình đâm lại cho các bạn xem này, ở đây có hai mũi, hai mép len thì mình chỉ đâm một mép ở phía bên ngoài này thôi các bạn. Đó, mũi chân móc các bạn cứ móc một mép len ở phía bên ngoài cho mình thôi nhé. Có 30 chân móc thì các bạn móc cho mình là 30 mũi đơn nha. Rồi mình sẽ móc lần lượt tất cả các chân móc đều mũi đơn như vậy hết, mình gặp nhau ở chân cuối nha. Rồi đến chân cuối này mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời để kết thúc hàng, kéo lên qua. Rồi tiếp tục mình lên tới hàng thứ hai của phần thân, các bạn cũng lên cho mình một xích nè. Tại cái phần hàng thứ hai này thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là hai mép len luôn chứ không chừa giống như mép dưới nữa nha. Rồi mình sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho mình, mỗi chân móc một mũi đơn, mình vẫn móc tổng là 30 mũi đơn các bạn nha. Rồi móc đến chân cuối mình cũng kết hàng lại các bạn nha. Rồi thì tại vị trí này là chúng ta đã được hai hàng móc, thì các bạn móc tiếp cho mình 4 hàng móc nữa, mỗi hàng móc các bạn đều móc cho mình là hai mép len tương tự như hàng thứ hai vậy nha. Và mỗi chân móc các bạn đều móc một mũi đơn đều như vậy, các bạn sẽ móc thêm 4 hàng nữa là tổng là mình sẽ có phần thân 6 hàng. Rồi các bạn dừng lại, mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 6 nha. Mình đã móc xong hàng thứ 6, bắt đầu lên hàng thứ 7 thì chúng ta cũng lên một xích. Hàng thứ 7 này mình sẽ móc, ở đây có hai mép len thì mình móc cái mép ở phía bên trong, phía bên trong là phía quay bên trong lòng ngực của mình các bạn, phía bên ngoài là phía quay ra bên ngoài này. Rồi thì nó ngược so với cái phần hàng đầu tiên này nha. Để mình chừa cái mép bên trong, lát nữa mình sẽ khâu vào trong cái phần đất á, cho nên là mình sẽ chừa lại một mép nha. Rồi chúng ta sẽ móc ở mép bên ngoài đây. Đó, mình sẽ lấy một mép len thôi. Và các bạn cũng móc tương tự như vậy. Đó, một mép len. Móc mỗi trong móc một mũi đơn tiếp nha. Khi các bạn lấy mép len á thì các bạn để ý nè. Đó, chỉ một mép len này thôi nha các bạn. Đó. Rồi, kéo lên qua và chúng ta móc lên một mũi đơn. Đó, một mép thôi. Đây, một mép. Một mép nhỏ này thôi, cũng chừa mép trong. Khi mình lấy lên mình sẽ thấy mép trong nó cộm lên như thế này nè. Đó, rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho mình đến chân cuối luôn nha các bạn. Rồi mình đã móc đến chân cuối rồi các bạn. Chúng ta cũng kết hàng lại và bắt đầu lên tiếp hàng tiếp theo. Và hàng tiếp theo này thì chúng ta sẽ không móc hai mép nữa mà mình móc, chúng ta không có móc mép bên này nữa mà chúng ta sẽ móc luôn hai mép nha. Các bạn cũng lên hai xích và cho kim vào hai mép len luôn nè các bạn. Rồi móc tiếp theo cho mình này, mỗi chân móc của một mũi đơn các bạn cũng móc tổng cho mình là 30 chân móc nha. Các bạn sẽ móc tiếp theo như vậy cho mình hàng thứ 8 và hàng thứ 9 là tất cả đều móc hai mép luôn. Rồi thì mình đang móc xong hàng, mình đã móc tới hàng thứ 8 thì các bạn móc tương tự như vậy cho mình một hàng nữa là hàng thứ 9, thì tổng cái phần thân của cái lọ này chúng ta có tổng là 9 hàng nha. Mình sẽ gặp các bạn ở hàng thứ 9 nè. Rồi mình đã móc xong hàng thứ 9 này nè các bạn, chúng ta cũng kết hàng lại nha, kéo lên qua. Rồi mình sẽ cắt len đi, là chúng ta đã móc xong cái phần thân chậu rồi. Thì cái phần thân chậu này là các bạn để ý nha, các bạn móc xong 6 hàng, hàng thứ 7 mình sẽ đổi qua mình móc một mũi một mép. Rồi đến hàng thứ 8 và thứ 9 mình móc hai mép liên tục bình thường như các hàng khác. Bây giờ chúng ta sẽ bẻ cái phần thân chậu ra nè.
Đó, khi mình bẻ phần thân chậu ra thì nó sẽ như vậy các bạn nha. Đó. Rồi, mình sẽ giấu cái sợi len này. Các bạn sẽ dùng kim khâu len các bạn giấu vào đây hoặc các bạn kéo nó vào trong này cũng được. À, tại vì cái lọ này lát nữa mình sẽ nhồi bông á, nên mình kéo cái sợi len này vào phía bên trong lọ này cũng được. Không cần mình phải giấu len kỹ nha các bạn. Đó, chỉ cần kéo len nó vào bên trong lọ, lát nữa mình giấu len nó vào đây là được các bạn ha. Rồi, nếu các bạn muốn làm chậu cao hơn thì các bạn cứ làm thêm cái phần thân ở đoạn này nè, các bạn sẽ làm cao lên hai hàng nữa. Rồi cái phần vành chậu này các bạn làm thêm một hàng nữa để nó cân đối là được nha. Đó, cái phần bẻ vành chậu thì các bạn cũng bẻ tương đối như vậy thôi. Rồi khi mình nhồi bông mình sẽ nắn chỉnh nó lại. Rồi để cái phần đáy chậu này chắc chắn thì mình sẽ móc thêm một đường viền nữa, để cái phần đáy chậu này khi mà mình thả nó đứng nè, là các bạn nè, thả cái chậu nó đứng rất chắc chắn nè, mình sẽ móc thêm một đường viền này nữa. Đó, để cái phần đáy chậu này để cho nó bằng và nó chắc chắn, nó không bị ngã bị đổ ở cái góc nào hết các bạn nha. Rồi thì mình sẽ cho len vào một điểm bất kỳ để chúng ta móc cái phần viền. Đó, cho kim vào, các bạn móc sợi len qua và móc lên cho mình hai mũi đơn, 1, 2. Rồi đâm kim vào chân thứ hai này, đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi dời lên qua, đồng thời giấu luôn cái sợi len thừa này nhé. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên 1 xích, rồi đâm tiếp vào chân kế bên 1 mũi dời, rồi chúng ta lên 1 xích, móc vào chân kế bên 1 mũi dời. Đó, cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ móc cho mình 1 xích 1 dời, 1 xích 1 dời. Rồi các bạn cứ làm tiếp tục như vậy đến chân cuối luôn các bạn nhé. Rồi móc đến chân cuối cùng này thì chúng ta cũng móc 1 xích và móc vào chân đầu tiên này 1 mũi dời và chúng ta kết thúc nha. Rồi các bạn sẽ cắt len và chúng ta đã hoàn thành xong phần viền của đáy chậu. Rồi siết sợi len chặt và các bạn sẽ kéo cái sợi len này xuống dưới phần đáy và chúng ta dùng kim khâu len để chúng ta giấu cái đoạn chỉ thừa này vào sau cái phần đáy lọ nha. Rồi mình đã hoàn thành xong cái chậu, lát nữa mình sẽ trang trí tới cái phần nhồi bông vào nha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị len màu nâu để chúng ta móc cái phần đốc nè. Rồi thì cái phần móc phần đốc á thì nó sẽ tương tự như móc cái phần đáy chậu này, y chang công thức như vậy. Thì các bạn sẽ móc cho mình như sau, tạo cho mình một vòng tròn mã thuật. Rồi móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1, 2. Rồi móc vào trong vòng tròn này 15 mũi kép các bạn nhé. Đó, các bạn móc tương tự y chang như cái phần đáy kia. Rồi 15 mũi kép cho cái hàng đầu tiên. Rồi mình đã móc xong đến trong móc thứ 15 thì mình siết cái sợi len đen này, nhưng mà mình siết vừa vừa, đừng có siết chặt quá, tại vì lát nữa mình sẽ cho cái phần thân của cái bông vào đây, cho nên là mình sẽ siết cái lỗ này nó nhỏ tương đối thôi. Đó, nếu các bạn làm một bông thì các bạn cho cái lỗ nhỏ chút xíu, còn mình làm nhiều bông thì cứ cho cái lỗ nó vừa này, để lát mình sẽ cho cái phần thân cây vào đây để chúng ta đâm xuống cái phần đáy chậu đó các bạn nhé. Rồi thì mình cho cái lỗ nó tương đối như thế này là chúng ta sẽ kết hàng lại nè. Rồi bắt đầu lên hàng thứ hai thì các bạn cũng móc cho mình 2 xích và mỗi chân móc các bạn móc 2 mũi kép chung chân nha các bạn. Đó, 2 mũi kép vào chung một chân móc thì mình sẽ có tổng là 30 mũi kép ở 15 chân móc nha. Rồi các bạn cứ làm tiếp tục tương tự như vậy cho mình nha, mỗi chân móc 2 mũi kép
mình sẽ gặp các bạn ở chương cuối nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này. Và nếu các bạn muốn móc to hoặc móc nhỏ thì các bạn cứ lấy cái phần đế này này, các bạn ướm thử vào đó. Khi ướm thử vào thì các bạn thấy là cái phần đất nó bằng với phần đế là các bạn đã móc thành công nha. Rồi thì các bạn sẽ chừa lại cho mình một đoạn len dài dài đó, các bạn quấn cho mình cỡ tầm 3 vòng hoặc 4 vòng thì chừa chiều dài nó khoảng tầm 50 cm đấy, để các bạn sẽ khâu cái phần đất này vào phần đáy chậu nha. Đó rồi là chúng ta đã móc xong cái phần đất và phần chậu thôi, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu phần đất và phần chậu nha. Rồi chúng ta sẽ cắt một đoạn kẽm thân khoảng tầm cao khoảng tầm 15 cm và chúng ta sẽ bắt đầu quấn bông hoa vào trong thân cây để tạo hình chiếc hoa các bạn nhé. Mình sẽ dùng keo nến cho một ít keo vào trong thân cây này trước và bắt đầu quấn ở phần cánh cuối này các bạn nha. Đó, mình quấn ở cánh cuối trước cho nó ăn keo vào trong phần thân cây trước, rồi bắt đầu mình sẽ quấn từ từ. Đó, các bạn quấn chừng hai cánh là các bạn bắt đầu cho một ít keo lên cái phần thân này xíu để cho nó dính các cái cánh lại với nhau nha. Đó, và mình chỉ quấn chặt ở cái phần dưới trước nè, luôn luôn cho keo ở cái phần dưới phần đài này các bạn này. Đó, các bạn cho một hàng thẳng keo đó, chúng ta quấn chặt cái phần dưới đó lại nha, và luôn luôn phải quấn bằng. Rồi mình cứ làm tiếp theo như vậy các bạn nha. Các bạn quấn tầm 3 cánh là chúng ta sẽ bắt đầu cho keo lên phần này để cánh nó dính vào, còn cái phần keo thì các bạn cứ cho đều hết ở phần dưới này nha. Rồi mình quấn đến cái đoạn cuối rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chốt keo lại nè. Rồi đến cánh cuối cùng này thì các bạn nhớ cho nhiều keo vào chút xíu nha. Chúng ta cố định cái phần cánh cuối này vào bông hoa cho nó chắc chắn luôn. Đó, giữ chặt keo để cho cái phần keo với phần len này nó dính chặt lại với nhau các bạn ha. Rồi nhỉnh ra chút xíu keo nữa để cho nó đính chặt cái cánh hoa cuối cùng này, cố định vào trong bông hoa luôn. Và chúng ta sẽ gỡ các cái keo dính ở phần cánh hoa ra, giữ chặt cánh hoa cho keo nó dính lại chút xíu, và chúng ta dùng tay này nắn chỉnh các cánh hoa cho nó có cái độ búp búp cong cong vào trong cái phần úp vào phần cánh hoa này các bạn đó, để cho nó có cái độ cong tự nhiên đó các bạn ha. Rồi đó, bông của mình đã khô keo rồi thì các bạn sẽ cho cái phần đài hoa này vào trong thân cây luôn các bạn nhé. Rồi khi cố định được rồi các bạn sẽ cho keo vào phần đài này, ấn chặt vào này trước cho nó chắc chắn trước. Chắc chắn cái phần đẩy này trước này các bạn. Rồi, các cánh của đài hoa còn lại thì các bạn cho keo các bạn nhỏ từ từ vào nhé.
Rồi, chừa cái đoạn cuối này chút xíu các bạn đừng cho keo, để cái phần đài hoa của chúng ta đó nó có cái phần cong tự nhiên như vậy các bạn nha. Rồi, nhớ là các bạn chừa lại một đoạn gốc cuối này. Rồi, mình làm tương tự ba cánh còn lại nhé các bạn. Khi chặt cái đều xong năm cánh thì mình sẽ dùng tay cắt cái phần đài hoa và phần hoa chặt chặt lại để phần kia của chúng ta nó sẽ dính vào trong hoa cho chắc chắn này. Đó, khi cái hoa của mình nó chắc đều hết rồi thì các bạn sẽ cho cái vào đây để chúng ta quấn cái phần thân cây nhé. Rồi mình sẽ lấy màu xanh của cái phần đài hoa và chiếc lá, chúng ta sẽ quấn cái thân cây này vào đây màu xanh nhé. Các bạn nhớ quấn cái cây này, tại vì cái phần này khi mình cắt vào cái nó sẽ cố định luôn, nó không có thay đổi, nên là mình quấn cho đến trước. Nó mình chậm từ từ, đều tay thôi, không cần phải nhé, để cho cái cành này, cái thân cây này nó đều vững chắc nhé. Các bạn quấn như vậy tầm hai phần thân cây, rồi mình gỉ chiếc lá vào các bạn nhé. Nó là các bạn này. Các bạn được các bạn nó xíu. Đó, khoảng một nửa này, các bạn sẽ cho cái lá vào nhé. Sau khi lá vào thì các bạn sẽ cho nó vào bên này. Rồi chúng ta sẽ dùng cái sợi này chỉ cắt hai phần này các bạn. Rồi, chỉ cắt bên rồi chúng ta quấn thêm một phần nữa. Chỉ cắt. Đến đoạn gần cuối rồi thì mình chốt lên. Còn cái đoạn gốc này thì lát nữa mình cho nó vào phần thân chậu, cho nên là chúng ta cũng không cần quấn hết thân cây đâu ha. Rồi mình sẽ cắt len đi nè và chốt len nó lại ở đây. Chốt len thì mình cột nó vào phần thân cây là được. Rồi lát nữa mình sẽ chỉnh chiếc lá này sau các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ cho toàn bộ nó vào trong phần đất nè. Kéo hết các cái đoạn chỉ thừa xuống phía dưới nha. Tại sao mình không cắt chỉ thừa mà mình để như vậy? Tại vì khi cái chỉ thừa này nó xuống dưới phần thân chậu, lát nữa mình cho keo á, để nó có cái độ dính như vậy ha. Rồi mình sẽ cho nó ước lượng trước vào đây. Rồi mình thấy nó vừa xít rồi ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trang trí tới cái phần lọ chậu này trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ cho một miếng bìa cứng vào phần đáy lọ, đáy chậu trước, để nó cố định cái phần chậu của mình, để nó cứng nè. Đó, nó cứng cái phần dưới. Rồi chúng ta sẽ cho một ít sỏi vào, ít sỏi vào để cho cái chậu của mình nó để nó đứng gặp gió, nó không bị ngã nha. Rồi mình sẽ cho một ít bông gòn vào đây để chúng ta nhồi cái phần chậu cho nó chắc chắn. Rồi mình bắt đầu mới khâu ráp. Rồi các bạn sẽ cho tới phần này xuống nè. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu khâu ráp nhé các bạn. Bạn cho sợi len nâu vào chiếc kim khâu len và chúng ta bắt đầu khâu ráp. Một mép len phía bên này tương ứng với một mép len cộm lên ở phần chậu này. Đó, các bạn cứ khâu cho mình một mép bên này và một mép bên này, ráp nó lại với nhau là được nha. Mình sẽ khâu khoảng tầm 2/3 chậu rồi chúng ta dừng lại để mình nhỏ keo và điều chỉnh bông cho nó vừa, rồi mình mới khâu ráp hoàn thiện nha. Rồi cứ một mép len bên này tương ứng với một mép len bên kia. Rồi chúng ta cứ khâu ráp như vậy ha. Rồi đến đoạn cuối các bạn khâu thấy nó như mũi ở cái phần đất thì các bạn khâu hai mũi ở phần đất, hai mũi ở phần thân tương ứng với một mũi phần đất, sao cho nó khớp lại, các cái chân nó không hở là được các bạn nha. Rồi các bạn cứ khâu tiếp tục như vậy đến chừa lại khoảng 5-7 mũi ở chân cuối, rồi mình hướng dẫn các bạn canh chỉnh tiếp nha. Rồi còn lại khoảng 2/3, 1/3 thân chậu thì chúng ta sẽ cho keo vào để mình cố định cái phần thân cây này nó nằm dưới cái phần chậu luôn các bạn nha. Cho thật nhiều keo nến vào trong ngay vị trí của cái thân cây đó các bạn.
Rồi mình sẽ chỉnh cho cái thân cây này nằm cố định chắc chắn, cho cái phần keo nó dính chặt vào. Đó, keo nó dính chặt vào trong phần đất các bạn nha. Rồi mình nhồi một ít bông gòn vào nữa để cái phần chậu của mình nó đầy, nó căng đều lên. Rồi mình sẽ khâu ráp lại cuối cùng nha. Đó, nhớ cho nhiều keo vào ngay cái phần đất chứ phần thân cây, để cái phần thân cây của mình nó chắc chắn, nó không bị lung lay các bạn nhé. Rồi khi chúng ta đã nhét bông gòn cho nó căng cái phần chậu lên rồi, mình sẽ khâu ráp cái đoạn cuối cùng này. Còn các mũi còn lại các bạn cũng khâu tương tự như vậy nha. Nhớ là đừng bỏ sót trong móc nào hết. Nếu mà trong móc bên trên á, mình móc nó nhiều hơn thì mình cứ ráp hai chân trên một chân dưới cũng được. Rồi mình đã khâu đến chân cuối cùng. Các bạn nhớ nấn chỉnh cái cây với cái hoa lại cho nó chắc chắn lại ha. Rồi mình sẽ chốt lên xuống phía dưới cái phần chậu này các bạn, xuống cái phần mình bẻ cái gờ này, đây xuống dưới này là các bạn sẽ chốt thêm 2-3 mối nối nữa để cho cái sợi len của mình nó không có bị tuột nha. Đó các bạn nhớ chốt chặt vào. Rồi mình thêm 2-3 mũi nữa đi các bạn, cho nó chắc chắn. Siết lại nè, siết thật chắc lại. Đó là mình đi ở dưới cái phần bẻ gờ đó các bạn nha. Đó để mình giấu lên cái phần này luôn. Rồi mình bẻ cái phần gờ lại thì cái phần này nó đã giấu lên rồi, nó không có thấy nha, nó không có lộ ra. Đó và chúng ta sẽ cắt cái đoạn chỉ thừa đi. Rồi mình sẽ bẻ cái phần chậu lại và nấn chỉnh cái chậu hoa của chúng ta cho chắc chắn lại. Đó. Nhớ là cắt cái phần bông các bạn phải nhồi đều và căng chắc với nhau cho nó chậu nó chắc chắn nha. Rồi đó, thế là mình đã hoàn thành xong chậu hoa mini rất là cưng, rất là đáng yêu. À, size này cũng không lớn mà cũng không nhỏ. Cái bông này các bạn, mình để cái tay vào nè, cái bông nó cũng rất là bự chứ không nhỏ các bạn nha. Đó thì mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like và để like bình luận bên dưới nếu các bạn có thắc mắc gì nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi những video sắp ra mới của mình nữa nha. Bye bye, see you.